Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo phân luồng giao thông. Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 dẫn đến sập cầu Phong Châu, km 18+300, quốc lộ 32C, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo người dân, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận có thể lựa chọn các tuyến đường di chuyển để thay thế tuyến đường qua cầu Phong Châu. Cụ thể, tuyến thứ nhất, các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì, di chuyển theo tuyến quốc lộ 32, Tam Nông, đi đường Hồ Chí Minh, qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 2, đi Lâm Thao, Việt Trì, hoặc quốc lộ 32, Tam Nông, đi cầu Trung Hạ, đi Hà Nội, đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ các hướng qua huyện Lâm Thao đi Tam Nông theo chiều ngược lại. Tuyến thứ hai, các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Hà Nội, Vĩnh Phúc, di chuyển theo tuyến quốc lộ 32 Tam Nông, đi cầu Trung Hà hoặc đi cầu Đồng Quan, đi Hà Nội, Vĩnh Phúc, hoặc theo tuyến quốc lộ 2 và cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đi Hà Nội, Vĩnh Phúc. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện sau sự cố sập cầu Phong Châu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ. Trong đó nêu, sáng ngày 9 tháng 9 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, có một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các bộ quốc phòng, công an, giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. Liên quan đến sập cầu Phong Châu, trưa ngày 9 tháng 9, trao đổi với BLO.vn, đại diện Cục Đường bộ cho biết hiện các đơn vị liên quan đã tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố. Theo thông tin ban đầu, cầu Phong Châu bị trôi 2 nhịp. Thời điểm sập cầu có các phương tiện qua lại. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai khẩn cấp những công việc cần thiết như phân luồng giao thông, đưa tàu thuyền đến vị trí cầu để tìm người mất tích. Đại diện Cục Đường bộ cho hay, cầu Phong Châu hiện nay đang được Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ quản lý, địa phương cũng đang lập báo cáo khẩn cấp sự cố công trình. Khi có thông báo chính thức, cục sẽ thông tin. Do cầu Phong Châu, km 18+300, quốc lộ 32C bị sập, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo người dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì, có thể lựa chọn các tuyến đường để di chuyển như sau. Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến quốc lộ 32, Tam Nông, đi đường Hồ Chí Minh, qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 2, đi Lâm Thao, Việt Trì, hoặc quốc lộ 32, Tam Nông, đi cầu Trung Hà, đi Hà Nội, đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ hướng Lâm Thao đi Tam Nông theo chiều ngược lại. Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến quốc lộ 32 Tam Nông, đi cầu Trung Hà hoặc đi cầu Đồng Quan, đi Hà Nội, Vĩnh Phúc, hoặc đi theo tuyến quốc lộ 2 và cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu được xây theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép, có chiều dài là 375,36m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Anh DVT, tên viết tắt, nhà ở Tam Nông cho biết, anh xuất phát từ Tam Nông đi qua cầu Phong Châu lúc 9 giờ 49 phút. Chỉ vài phút sau, anh nghe tin cầu Phong Châu bị sập. Những hình ảnh từ camera hành trình xe của anh T ghi lại cũng gần như là thời khắc cuối cùng trước khi cầu Phong Châu bị sập. Anh TNN, tên viết tắt, ngụ Tam Nông cũng cho hay, sáng nay anh đi từ bên đầu cầu Lâm Thao qua cầu Phong Châu về nhà ở Tam Nông. Nhà anh cách cầu Phong Châu vài km. Anh vừa về đến nhà thì nghe tin cầu sập. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, hạn chế người dân, phương tiện từ xa để đảm bảo an toàn. Cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đến các tỉnh Tây Bắc. Cây cầu nối hai Tam Nông và Lâm Thao được xây dựng đưa vào khai thác từ tháng 7 năm 1995. Đã qua nhiều lần sửa chữa, đại tu. Bề rộng mặt cầu hẹp,
lưu lượng người và phương tiện qua lại rất thường xuyên. Cả người cả xe xuống theo nhau thì cháu nghĩ là không xuống đáy thì cũng gần đến. Cũng bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được, đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Không thì à tức là gọi là ngoi lên mặt nước, ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống được. Nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình, cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối, xong em cứu thì người ta cứu em. Người thoát chết vụ sập cầu Phong Châu vừa đi qua thì nghe rình một cái. Cầu Phong Châu bị sập một nhịp dài vào sáng ngày 9 tháng 9. Nhiều người dân vừa đi qua cầu thì nghe tin cầu sập. Thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã rào chắn ở hai bên đường dẫn lên cầu Phong Châu để tìm kiếm nạn nhân. Theo chia sẻ của người dân, thời điểm cầu sập, trên cầu có một số phương tiện đang lưu thông. Là một trong những người đi qua cầu gần như cuối cùng trước thời điểm cầu sập, anh DT, nhà ở Tam Nông, cho biết anh xuất phát từ Tam Nông đi qua cầu Phong Châu lúc 9 giờ 49 phút. Chỉ vài phút sau, anh nghe tin cầu Phong Châu bị sập. Những hình ảnh từ camera hành trình xe anh T ghi lại cũng gần như là thời khắc cuối cùng trước khi cầu Phong Châu bị sập. Em vừa đi qua cầu Phong Châu một lúc thì nghe tin cầu sập. Đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày nào em cũng đi qua cầu Phong Châu, hôm nay chỉ chậm một chút nữa thì có thể em đã gặp chuyện xấu. Anh DT nói. Anh TNN, ngụ Tam Nông cũng cho hay, sáng nay anh đi từ bên đầu cầu Lâm Thao qua cầu Phong Châu về nhà ở Tam Nông. Nhà anh cách cầu Phong Châu vài km. Anh vừa về đến nhà thì nghe tin cầu sập. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phân luồng hạn chế người dân, phương tiện từ xa để đảm bảo an toàn. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đã cứu vớt được 3 người trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ giữa cơn lũ. Sáng nay, một thảm họa bất ngờ đã xảy ra tại Phú Thọ khi cầu Phong Châu, cây cầu quan trọng bắc qua sông Hồng, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, bất ngờ sập xuống một đoạn dài. Vào lúc 10 giờ 40 phút, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo về vụ sập cầu này, cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của bão Yagi, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C tại km 18+300, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, đã trở thành tâm điểm của nỗi hoảng loạn. Thời điểm cầu sập có nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Người dân bàng hoàng chứng kiến cây cầu gãy đổ trong làn nước lũ cuồn cuộn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết, các lực lượng chức năng ngay lập tức được triển khai để tìm kiếm và cứu nạn. Trưa ngày 9 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, ông Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận, lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 người và đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Một số người may mắn đã tự bơi vào bờ sau khi rơi xuống sông và được đội cứu hộ đưa lên an toàn. Hiện tại vẫn chưa xác định được số lượng người và phương tiện có mặt trên cầu vào thời điểm sập cầu. Do nước lũ chảy xiết, công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Cảnh tượng hoang tàn và tình trạng khẩn cấp đang bao trùm khu vực, khi toàn bộ lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để xử lý tình hình và cứu giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.